Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Tây Nguyên mùa nắng bụi, những con đường đất đỏ dốc lên dốc xuống, thì cảm giác của những người đi sau thì rất là hưởng hết những cái gọi là gió bụi của những người, những chiếc xe đi trước. Và ngày hôm nay thì em đang di chuyển vào một khu vực khá là đặc biệt. Và xung quanh con đường mà em đi thì có những vườn điều của người nông dân ở huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Điều mùa này thì đang vào thời kỳ chín mọng. Quả nó đã chín và hạt điều nó đã đủ tuổi để khai thác và thu hoạch. Xa xa là một dòng sông. Một dòng sông hiếm hoi ở Việt Nam mà lại không đổ ra biển, mà là nó chảy ngược lại về phía biên giới và nước bạn, qua Lào, Campuchia và sát nhập vào sông Mekong, rồi sau đó mới đổ qua lại địa phận của Việt Nam và hòa vào dòng sông Cửu Long. Nơi này là dòng sông Sê San, dòng sông chảy ngược. Và một lát nữa thì em sẽ tiết lộ cái khu vực mà em đi, một khu vực nó khá là đặc biệt và thú vị đối với em trong cái chuyến hành trình này. Rồi mời các anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi và đồng hành cùng em cái chuyến tầm lan về một khu vực có lẽ là có cảnh đẹp và có những cái loài lan rừng nó sẽ hiện diện trước mắt, trước tầm nhìn của những người yêu lan, đam mê lan ạ. Rồi ok, em sẽ lên đường đây. Quãng đường rừng mà em đi ngày hôm nay thì thật sự phải nói rằng là quá xa. Chỉ riêng việc chạy xe không trong rừng này thì cũng đã đến khoảng vài chục cây số rồi. Từ Ili qua Iagrai, rồi từ Iagrai vào rừng và đến cái điểm đến khu vực mà hôm nay em sẽ chinh phục. Một khu vực quen và lạ. Ngày hôm nay em sẽ đi cái hướng khác. Ở đây có những con đường đất đỏ rất là ghê, những cái rãnh rất là sâu. Nó luôn luôn va quẹt vào những cái gầm xe hoặc những cái rè xe. Và dốc gập ghềnh cái này thì nó cũng rất là trơn. Thì trước thì anh Báu đã bị mắc kẹt. Ui, chỗ này thực sự mà nói quá ghê luôn. Em cảm nhận thấy sự trơn trượt rồi. Những cái bánh của em nó đã trượt khỏi đường ray.
từ sáng đến giờ khoảng 3 tiếng đồng hồ chạy xe máy ròng rã và vài chục con dốc như thế này, thật sự rất là khó khăn. Anh Liêm ơi, lên hộ em một chút, hình như là cái xe của em cái bánh sau nó bị chật ra ngoài rồi, bây giờ em phóng nữa là em sợ lao xuống cái rãnh. Những con đường rất là kinh khủng, bây giờ em phải nhờ sự trợ giúp của anh Liêm. Ui ui, trời ơi, cái đoạn này em thấy rất là ghê luôn. Được chưa anh? Ghê quá nhỉ. Đây, xe nó lao tự do luôn. Mém nữa là lao xuống cái vực này nữa. Lại chật đường dây đằng trước. Rất khó. Đường 100 xe đi một bánh mà. Một đường. Ui. 100 xe đi một đường. Con đường đi đất có 10 xe đi. Đường nó nghiêng đấy chứ, nó không có phẳng. Vừa dốc vừa nghiêng, gập ghềnh. À, có một cầu đằng trước nè. Rồi, bây giờ là cái cầu mà có lẽ em phải chinh phục. Đây là những chiếc cầu gỗ, những cái ván họ xẻ ra để họ làm cầu bắc qua một con suối nhỏ. Cầu này thì nó chỉ rộng khoảng 40 thôi. Cấm đi đây anh ơi. Một giờ chiều rồi các anh chị và các bạn ạ. Cuối cùng thì ba anh em đã di chuyển được vào tới một cái lán của những người họ làm rừng mà họ đã bỏ hoang rất là lâu rồi. Có lẽ là phải mùa mưa thì họ mới quay trở lại đây để làm rừng. Thì cả buổi trưa phải mất cả tiếng đồng hồ đi từng con đường mòn, lần tìm từng nơi mà có thể dựng trại để nghỉ ngơi. Thì rất là khó bởi vì mùa khô ở vùng này thì các con suối ở trong rừng nó đã cạn khô và không còn nguồn nước nữa. Thì thật là may mắn khi mà ba anh em di chuyển vào đây thì cuối cùng đã tìm ra được một con suối đá. Dù rằng nước ở suối này không nhiều lắm nhưng cũng đủ để sinh hoạt cho cái chuyến đi này rồi.
Và cái khu địa điểm mà em và hai anh đi ngày hôm nay đó là vùng căn cứ quân sự sân bay Mỹ ngày xưa. Nghe các bậc cao niên kể lại thì đây là sân bay Trảng Thu năm 1968, nơi mà đã phục kích và chặn cái đường hành quân tiến công của bộ đội ta từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc. Ngày hôm nay thì ba anh em tới đây với hy vọng vào một cái chuyến hành trình khám phá mới. Và nhiệm vụ bây giờ là mỗi anh em một công một việc thôi. Người nhóm bếp, người nấu cơm, rồi người nấu thức ăn. Riêng con một đi. Rất là buồn. Anh Liêm vừa tranh thủ buổi chiều khi mà anh em vào đây dựng lán nghỉ ngơi. Đi tắm lán thì bị tai nạn. Lòi cả xương ra. Chảy máu rất là nhiều. Thì quấn nha. Thì quấn hết tao quấn. Quấn hết tao. Quấn đâu được lao một tắc không quấn. Đúng. Đấy, nói xuống đây. Các anh chị và các bạn à, đấy mới thấy nhỏ con được tiếp vào đây. Cái nghề tắm lán nó vất vả như thế nào. Kiếm được cây lan không có hề dễ mà. Được đấy. Mà phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cái này mai anh không thể trèo cây, kể cả đi về cũng không thể lái xe nữa. Quãng đường thì rất là xa, rất là khó đi. Nhưng hôm nay các anh chị và các bạn đã xem cái hành trình bỏ quãng đường đầu tiên bỏ bao mà anh em đi. Bỏ bao. Cái này vào nó được không? Giật máy nó mẹ. Kẹp hai ngón lan luôn nha. Không để ý. Cái tường hết rồi, đang chặt cái cây kia nhìn lên kia thì mình cứ râm xong. Mình thấy lâu trong đi đã, mình có mình thấy mới quay người đi đây tập. Đấy, nãy em hôm nay uống cũng nhiều rượu rồi, hồi trưa. Thành ra là cũng không đi được, hai anh đi. Lúc nãy thì anh Liêm về và bảo xuống múc nước để anh dội máu ở tay. Rất là nhiều máu, rất đau, lòi xương. Nguy hiểm quá. Cái cây lan mà anh vừa lấy về đây, kiểu vuông này, có cả ý thảo nữa. Và trên kia còn đơn cam thì canh vẫn để trên đó, không cầm về. Đau ấy.